Em ơi, bên em có con xe nào tầm hơn 7 tấn bon bon chở hàng không? Hơn 7 tấn ý ạ? Bên em có đấy. Nhưng mà đang hết hàng rồi. Đợt đấy con đấy bán chạy quá. À thế à? Thế thôi, anh đi sang chỗ khác tìm. Anh ơi, em tìm thấy rồi. Anh thấy con này cũng tạm được ấy. Thế có con nào thùng dài hơn nữa không? Anh ơi, thùng dài hơn này. Con này thùng dài được đấy. Thế chờ anh về lấy tiền nhá. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ.